Xin chào các bạn à, Hôm nay tôi lại xin giới thiệu với các bạn Đây là một phiên bản mới Trước tiên tôi xin giới thiệu tên tôi là Trịnh Văn Hùng Là chủ salon ô tô Hà Nội 1 Địa chỉ là số 1B Đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Nay chúng tôi được về một phiên bản mới Một mẫu xe mới Tôi xin giới thiệu với các bạn Đây là một chiếc Toyota Fortuner à, Phiên bản à, xe súp 7 chỗ với à, nội thất và ngoại thất là màu đen. Trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn à, chiếc à, à, Fortuner này là phiên bản máy dầu 2.4 lít với à, động cơ turbo à, được à, trang bị à, hệ thống cân bằng điện tử khác với lại cái mẫu cũ, mẫu cũ các bạn à, đã biết rồi là có cái về vận hành, về khả năng là cái chống lật là À, mẫu cũ là nó sẽ bị xảy ra và cái mẫu mới này là đã có cân bằng điện tử nên là về cái việc uh, vận hành về vào cua là rất an toàn giữ độ thăng bằng cho xe nên các bạn không còn sợ cái cảm giác là bị nghiêng xe và lật xe nữa. Đầu tiên tôi phải giới thiệu với các bạn đây là một chiếc Ford máy dầu 2.4 cực kỳ ít nhiên liệu. Đầu tiên tôi phải giới thiệu với các bạn đây là một chiếc đầu xe đã được thiết kế một cái form mới được uh, sản xuất của cuối năm 2020 đã là một cái mẫu mới này nó khác hẳn với cái mẫu cũ. Đó là cái mặt uh, ga lăng đã là rất là khác rồi, thiết kế mẫu mới khác và cái hệ thống đèn bi híp rất là sáng cho chúng ta cảm giác cái ánh sáng của buổi tối chúng ta đi là rất là sáng và nhìn rất là rõ nét. Uh, và có các cái đèn uh, 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 gầm để chúng ta đi vào những cái vào buổi tối và đường chậm chú ta quan sát là rất rõ và cảm biến xung quanh ở xe và đầu xe. À, đây là một chiếc uh, Fortuner 7 chỗ. Tôi uh, kể đến là sau đó là về phần hông của xe. Thì chúng ta nhìn thấy đây là một chiếc uh, la răng. Chiếc la răng này được thiết kế là la răng uh, bợ 17 inch Được uh, thiết kế với lại uh, 6 cánh kép. Và đây là một chiếc uh, 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 gương có tích hợp xi uh, si nhan gương mặt gương là được uh, chống chói, chống chói. Chiếc xe này được sản xuất năm 2020, ông chủ uh, được đi rất là giữ gìn cẩn thận. Cái form xe chúng ta nhìn đây vẫn gần giữ nguyên cả form và sơn zin đến 99%, chưa có một vết uh, sơn ta nào và chưa có một cái vết uh, xước nào. Uh, chiếc xe này hiện nay mới đi mới có 6.000 km xin ra giới thiệu với các bạn đây các bạn hãy xem về phần đuôi của chiếc xe về đuôi của chiếc xe này được thiết kế nó ngang với lại cái phần đầu của xe chúng ta nhìn đây rất là hài hòa với cái trước tiên là nhìn thấy cái đèn nó rất là đẹp cái đèn với sau và đèn trước được thiết kế nó rất là phù hợp với nhau trông rất là trang nhã cái phần cốp điện cốp sau đây là điều khiển bằng điện so với lại cái model cũ là chúng ta phải mở bằng tay nhưng mà đây đã là mở bằng điện rồi. Phiên bản này là phiên bản 7 chỗ mà phần khoang máy rất là rộng. Nếu chúng ta ngồi cái khoang sau mà không dùng ghế ngồi khoang sau chúng ta để đây là chúng ta có một cái khoang để đồ rất là rộng rãi. Rất là đẹp. Đây phần điện, chúng ta nhìn đây là cốp điều khiển điện. À, tiếp theo xin uh, giới thiệu với các bạn về phần uh, nội thất của xe. Về phần nội thất của xe thì uh, cơ bản trước đây các bạn uh, cũng đã biết rồi, phiên bản uh, uh, Fortuner này với cái ghế da. Ghế da này là rất còn mới. Đây ông chủ uh, chưa có người ngồi sau nên là ghế vẫn còn căng đét. Với uh, các cái vùng điều hòa là chúng ta nhìn đây là ba vùng điều hòa độc lập. Với cái trần nỉ rất là uh, mới và sáng. Với chiếc xe này À, mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ có 7,6 lít trên 100 cây, rất là tiết kiệm về xăng à, dầu. À, về cái phần à, à, nội thất ở phía trước. Chúng ta hãy quan sát đây Bạn hãy quay vào về phần à, vô lăng của xe. Cái à, vô lăng của xe đây cũng đã được à, thích hợp rất nhiều các cái tính năng ở trên. Kể đến cái vô lăng là Chúng ta thấy đã được thiết kế với lại cái so với lại cái thiết mới kế mới này so với phiên bản thiết kế cũ là một chiếc vô lăng được thiết kế với ba chấu. Chúng ta nhìn đây rất đẹp có rất nhiều các cái nút điều khiển tích hợp trên vô lăng tích hợp điều khiển để rảnh tai nghe điện thoại volume rồi chế độ đi đường rảnh chân ga số cần số thể thao và đèn tự động gạt mưa mưa tự động với màn hình và đặc biệt chiếc xe này là thiết kế là đã có 7 túi khí xung quanh xe để đảm bảo về cái an toàn cho khi người uh, ngồi trên xe nếu như có sự cố gì xảy ra. Chiếc xe này hiện nay chúng tôi đang chào uh, uh, bán ở tại cửa hàng với cái giá là 1 tỷ uh, không trăm 35 triệu Chiếc xe này uh, chúng tôi uh, xin cam kết với các bạn uh, Là không có một uh, lỗi lầm gì Không có va quẹt Không có uh, uh, về đảm bảo an ninh Chúng tôi là không có một cái vấn đề gì Xa sang tên chuyển chủ uh, đảm bảo cho các bạn uh, Tôi uh, xin trân trọng giới thiệu với các bạn À, với cái phiên bản uh, Fortuner này, này hiện nay đang uh, có mặt ở tại cửa hàng chúng tôi rất trân trọng uh, Kính mời các bạn có thể qua cửa hàng chúng tôi được uh, xem chiếc xe và được đi thử uh, Chúng tôi uh, sẽ cam kết với các bạn là 100% là công tơ mét giữ nguyên mới đi được 6.000 km Một lần nữa tôi xin uh, cảm ơn các bạn khi các bạn đã xem cái kênh này của tôi Và được chia uh, sẻ giúp tôi À, để cho mọi người à, nhiều người biết thêm cái kênh của tôi để, à, biết được những các cái dòng xe của tôi đang chào ở trên cái kênh này để được tham khảo à, một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn